Festival tại phố đi bộ ngày hôm nay chỉ là một trong những chuỗi sự kiện đầu tiên của Festival Làn Sóng Xanh 20 năm. Và đỉnh điểm của Festival Làn Sóng Xanh 25 sẽ là đêm gala vào ngày 19 tháng 1 năm 2018 tại sân vận động quân khu 7. Và tại đêm gala đó sẽ quy tụ những nhạc sĩ, ca sĩ hàng đầu với những bài hit đã lọt vào top 10 Làn Sóng Xanh 20 năm. Và chúng tôi cũng hy vọng là tất cả quý vị khán giả ở đây, chúng ta sẽ có mặt tại đêm gala tại sân vận động quân khu 7 vào đêm 19 tháng 1 năm 2018 để cùng thưởng thức, cùng nghe lại những bản hit của Làn Sóng Xanh 20 năm. Và tiếp theo sẽ là phần trình diễn của nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang với một sáng tác của chính anh, bài hát Đôi Chân Thiên Thần. Và có một điều đặc biệt, đó là ca sĩ nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã không còn biểu diễn trong 10 năm nay. Và ngày hôm nay sự xuất hiện của nhạc sĩ ca sĩ Lương Bằng Quang sẽ là sự xuất hiện với những học trò của mình và với một vai trò mới, đó là một ông thầy dạy nhạc. Và chúng ta sẽ cùng đến với Đôi Chân Thiên Thần cùng với ca sĩ Lương Bằng Quang.
mình nhé. Cảm ơn phần biểu diễn của nhạc sĩ ca sĩ Lương.